thiệt à, có khó gì đâu mà mắc dữ vậy. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi Miên, Miên có hay Hậu từng nhặt vé chai mang về cho Miên một cái váy. Cái gì đây? Đây này, đây này. Quà, 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 quà. Giữ lại, giữ lại. Đấy. Rồi. Làm gì mà nghiêm trọng thế? Bây giờ đọc thần chú đi, đọc thần chú. Đọc thần chú. Đọc thần chú. Đọc thần chú. Thần chú nữa. Ừ, đọc thần chú đi. Rồi ạ. Rồi đọc đi. Học ơi, học ơi, học ơi. Dừng lại. Thần chú gì? Chẳng lẽ Hậu ơi mở ra? Ừ rồi. Vừng ơi mở ra. Vừng ơi mở ra. Toàn. Wow. Hào quang quá, lấp lánh quá. Cái gì nhỉ? Trời, nhìn vào đi. Thôi thôi thôi. Ôi. Ra ra ra, bỏ vào, bỏ vào, bỏ vào. Gì đấy? Bỏ vào. Rồi đấy, rồi bắt đầu nhìn vào đi. 1, 2, 3, ngất. Ôi. Đấy. Ôi. Ôi, ôi trời ơi, bà Hậu của tôi ơi, bà đồng nát ve chai của tôi ơi. Hôm nay đi nhặt ve chai ở đâu mà nhặt được một cái váy ngon thế? Nhìn cái mặt này, hỏi lại câu đấy, hỏi lại một lần nữa đi. Nhìn cái biểu cảm cái mặt rõ ràng nhá. Hậu ơi, hôm nay Hậu nhặt ve chai ở đâu mà nhặt về một chiếc váy ngon thế nhỉ? Gì đấy? Tuột cảm xúc. Hỏi câu đấy là xúc phạm Hậu. Thế ạ? Hậu nói cho biết nhá. Để có được cái váy này là mất cả một ngày công lao động của Hậu đấy. Không phải đùa đâu. Cái váy này là hàng xịn chứ, phải đùa. Thế quá. Hàng xịn thật, chất liệu còn tốt nữa. Hay quá. Hậu ơi, thương Hậu lắm cơ. Ừ, Miên ơi, Hậu mong rằng là khi mặc cái váy này vào đi phỏng vấn thì chắc chắn cái công ty thời trang sẽ nhận Miên vào làm nhà thiết kế. Hậu yên tâm, Miên hứa là Miên sẽ cố gắng hết sức để mang về cho Hậu quả ngọt nhá. Ngọt, ngọt lịp nhá. Ngọt ngất ngây luôn. Đúng rồi, bởi vì tôi trồng cây là có mục đích hết cơ đây. Yên tâm, yên tâm. Phải có mục đích rõ ràng chứ không phải ba cái thứ ba lằng nhằng. Nè, đi đứng cẩn thận nha. Không phải đi xe hơi là muốn mở cửa lúc nào là mở đó nha. Mình xin lỗi nha, mình ở trong xe hơi bị che khuất tầm nhìn. Mình không biết người đang đi bộ. Phải không? Ừ. Chứ phải lo coi live stream của cửa hàng Nhi Nhi rồi quên mất đi nên mới đụng người ta. Xin lỗi nha, bởi vì coi live stream của tôi bây giờ nổi tiếng lắm, ai cũng phải dán mắt vô màn hình hết đó. Mình công nhận nha, live stream của bạn nó chợ dễ sợ luôn á, không có cái sang chút xíu nào. Mà chợ là đúng rồi, tại vì trời ơi bán những cái sản phẩm này nè, trời ơi cứ nhung sến quá. Trong khi đó đó, bên cửa hàng của mình á, đó đây nè, trời ơi bán những cái bộ đồ mà mặc vô mình cảm thấy mình sang thiệt là sang hả. Nè, gì? Lấy cái bàn tay xấu xí nè ha. Nè, sờ đi, giải nhập xịn nha. Thấy sao? Nhung mềm mịn không? Mịn chưa? Nhung mềm, nhung mịn, nhung mặt. Nhung Duyên. Duyên gì Duyên nè, góp ý bà ha. Làm sao mà nâng cấp cái cửa hàng mà coi mặc đồ sến thiệt là sến. Kệ tôi. Thời buổi này không ai mà mặc đồ sến như bà đâu. Xin lỗi. Cái gì vậy? Xin lỗi. Thời trang hết sức là băng hoại. Chứ không có thời gian sang như vậy không mặc. Mặc cái bộ đồ sến. Sang lắm, đẹp lắm, đi xe hơi nữa. Ơi làm ơn đi giùm cái đi. Dù gì cũng giới trẻ nó bận đồ của tôi là được rồi. Đi đâu á? Tức lắm. Sống cùng quá. Đó, công nhận bà đó, bà là hay ha.
Kiểu này là chắc chắn thành tàu trend luôn. Đúng rồi đó. Cái bộ đầm này là hàng phổ thông bên Nhật thôi nè. Nhưng mà cái dốc dáng bà này tầm trung, mặc bộ đồ lên nhìn có cảm tình ghê ha. Ồ, nhìn dễ thương quá. Ê, hay là nói nghe nè, em đặt bộ quá, em về cho má em mặc đi chợ đưa má em tướng y chang vậy nè. Em mà mua cái bộ đầm đó hả? Là kiểu gì sếp cũng đủ duyên em cho coi. Trời đất ơi. Cái bộ đầm đó hả, nó có khác gì bộ đầm của công ty NMNA của mình đâu. Trời ơi, thì tự nhiên thì không biết thì mua cái gì đâu. Mà lần này nha, cái set đầm này mà bán được nha, cái bà đó bán được á là sếp tức dữ lắm á. Thấy nào một chút xíu nữa sếp cũng vô mổ đầu từng đứa, mổ đầu từng đứa, biết không? Biết không? Nghe tao nói đi. Sếp. Mọi người coi livestream rồi đúng không? Dạ. Tại sao bên cửa hàng Duy Nhi có một cái sản phẩm người ta bán được 100 cái, còn tụi mình thì bán như thế nào hả? Cô khách. Dạ. Báo cáo. Ờ, dạ. Em lo về chất liệu vải nên em không rành nhiều doanh số lắm. Chết. À, dạ dạ em chuyên về tìm xu hướng thời trang từng năm thôi à. Dũng. Dạ dạ còn em chuyên vẽ. Cô cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Cô cậu thiết kế ra sản phẩm mà không chịu trách nhiệm về doanh số là sao hả? Vào đây. Đây là phòng sáng tạo, chúng ta sẽ làm việc ở đây. Ơ. Chất về chất liệu đó. Còn đây là Trực, người sẽ tìm hiểu cái xu hướng của năm. Còn đây là Vũ, chuyên vẽ những bản thiết kế theo ý của Lucy. Còn đây là bà Tổng, cứ gọi là Lucy được rồi. Em chào sếp ạ. Nhân viên mới hả sếp? Ai cho cô vô đây? Cô muốn làm việc ở đây thì cô phải qua phòng tôi làm phỏng vấn chứ. Hồi nãy có qua phòng sếp rồi mà không thấy sếp bển nên em dẫn qua đây luôn. Cậu im đi. Muốn gì theo tôi. Năng lực rất là tốt mà chỉ mới ra trường nên chưa kinh nghiệm, mọi người chỉ dạy nhiều nha. Dạ. Ừ. Ủa, tin nhắn rồi. Trời đất ơi, em cũng biết là em có cơ hội để được chỉ dạy bé đó hôn nữa. Anh coi nè, sếp nhắn á là cấm cái đầm của nhỏ đó mặc luôn. Ê trời, anh Trịnh làm gì vậy? Thôi mà, con bé kia nó không được nhận thôi, không cần phải nghĩ quẩn tự giận gì đâu thôi. Còn bà, em đang kiếm mấy cái danh sách bữa trước mình lội, coi kiếm được ai không? Ủa, dạ sếp ơi, à, dạ sếp không phỏng vấn em ạ. Tại sao phải phỏng vấn? Cô không được nhận gì? Ủa? Ủa dạ sếp ơi, nhưng mà sếp chưa hỏi em con nào hết mà. Tại sao phải hỏi? Cô biết quy định của công ty thôi rồi mà. Ngày phỏng vấn đầu tiên, tôi yêu cầu người xin việc làm phải xuất hiện trước mặt tôi với một chiếc đầm hết sức là thần thái, nhã nhặn, thanh lịch. Cô nhìn cô đi. Cô xuất hiện trước mặt tôi với một phong cách hết sức là rẻ tiền. Chiếc đầm thì chất liệu bèo nhèo như vậy, thể hiện sự không tôn trọng tôi. Và tôi cũng không thể tin, nếu như cô là nhân viên của tôi, bộ mặt của cô làm sao thay tôi quản lý công ty của tôi được chứ? Cô không được nhận gì. Mà sao? Không giờ có một khúc giải thôi mà cô quấn cái thành cái áo đầm, coi cũng đẹp thiệt. Dạ, con cảm ơn bà. Dạ, sếp ơi, sếp mặc cái đầm đó nhìn cũng đẹp lắm ạ. Im miệng, ai cho khen cái đầm này, tôi không thiết. Ờ, sếp à sếp. Ủa sếp sao sếp mặc cái này? Ủa, sếp nói sếp ghét cái đầm này lắm mà, tự nhiên giờ sếp mặc là sao sếp? Thì bất đắc dĩ thôi mà. Thấy mặt đẹp quá rồi mặc vô thử luôn hả? Ai nói, tôi rất thích cái đầm này, tôi không thiết. Trời ơi, sếp là không cho nhân viên mình ai được phép mặc cái này, ai mặc là sếp đuổi việc liền cho nó. Nè, tin nhắn còn nè. Nhân viên tuyệt đối không được mặc đồ này bởi vì đồ này là của bên bà Nhi Mập. Ai mặc đồ này sẽ bị đuổi việc. Đó, giờ sếp mặc không lẽ giờ sếp đuổi sếp hả sếp? Ê, nhiều quá, biết gì chuyện nữa nè. Cái này là trường hợp bất khả kháng. Đi làm gì đi.
Gì lạ lùng vậy trời. Dạ sếp ơi, em nghĩ là em xin lỗi, chắc em cũng không làm gì được ở đây đâu ạ. Em xin lỗi sếp. Làm gì kìa? Tôi đã thay đổi ý kiến rồi. Tập trung làm gì đi. Dạ. Coi như cô không hề thấy cái chuyện gì đang xảy ra. Ok. Chị Khánh ơi, chị Khánh. Chị Khánh. Ê, ôi trời ơi. Trời ơi trời. Ê, ủa. Chị. Ai gan quá vậy? Chị cho em hỏi coi. Ai mà chán sống hay sao mà mặc bộ đầm đó hơi lãng vảng trong công ty vậy? Ê, bà Nhi bên cửa hàng bên kia đúng không? Bà dám lên đây bà uy hiếp sếp mình đúng không? Trời ơi, em nghi lắm nha, cũng có thể lắm á. Không phải. Thôi bà nhưng này. Mà tôi nói cho cả hai biết, từ bây giờ ai mà mặc cái bộ đầm đen đó trong công ty của mình thì sếp cũng không có la mắng hay là bực tức nữa đâu. Làm sao? Tốt lắm. Tôi sẽ nhận cô vào làm việc, nhưng với một điều kiện: cầm số tiền này đi mua một cái đầm mới sang trọng hơn. Tôi không muốn cô làm nhân viên tôi mà mặc một cái đầm bèo nhèo như vậy. Dục bỏ ra đi. Dạ không được đâu sếp. Tại sao không được? Vừa được một cái đầm mới, vừa được ở công ty của tôi, thích quá rồi còn gì nữa. Dạ thưa sếp, cái đầm này á là mẹ em phải đi làm rất là cực khổ để tích góp mua tặng cho em. Nhưng cái ngày em đi làm ngày đầu tiên này nên em không thể nào bỏ nó đi được ạ. Dạ, sếp không nhận em cũng không sao. Em xin lỗi sếp. Dạ. Em xin lỗi sếp. Cô. Dạ sếp ơi, tới giờ họp rồi sếp. Tôi biết rồi. Dạ. Cho tôi cái mail của cô vừa ra. Buồn chi vậy sếp? Việc đó là việc của tôi, anh cho đi. Đích thân tôi sẽ gửi mail mời cô ấy vào làm gì. Dạ em gửi sau nha, giờ qua họp đi sếp. Nhé. Yeah.